Xin chào tất cả các bác và các anh em. Trong cái quá trình mà em kinh doanh karaoke cũng như là bây giờ là em nghiên cứu về vang số và thường xuyên căn chỉnh vang số cho các bác anh em, thì em mới có một cái cảm nhận như thế này là nói về nghe nhạc hay là hát karaoke thì có lẽ rằng các bác và anh em cũng rất là thích là cảm nhận là khi chúng ta nghe ca sĩ hát, chúng ta cảm thấy là có một cái tính chất là nó chân thật, nó tình cảm. Thế thì khi mà chúng ta nghe giả dụ như Phi Nhung Mạnh Quỳnh hay là anh Thơ Trọng Tấn chẳng hạn, hoặc là rất là nhiều ca sĩ, chúng ta xác định được ngay là cái chất giọng của cái ca sĩ này nó như thế nào. Nó thể hiện được cái đặc trưng của mỗi ca sĩ. Mỗi ca sĩ nó có một cái chất giọng riêng biệt. Và không thể lẫn lộn được là khi chúng ta cứ mở cái bài hát lên là chúng ta xác định được ngay là như vậy, là đây là chất giọng của ai của ai. Và mỗi một ca sĩ thì nó đều có một cái chất giọng mang chất là bẩm sinh, một chất giọng tự nhiên. Thế còn khi mà hát karaoke thì chúng ta cũng rất muốn có một cái chất giọng mà nó mang đi chất là nó chân thật, là tình cảm. Thế thì trong cái quá trình mà kinh doanh karaoke và căn chỉnh vang số thì em cũng có một cái cảm nhận rằng là bản thân cái người mà hát karaoke là rất thích hát với một cái chất âm mà nó là đúng cái chất giọng của mình. Và cái chất giọng đấy nó phải thể hiện được cái sự chân thật, tình cảm và phải có cái sự nhập tâm khi chúng ta hát. Khi chúng ta hát mà chúng ta cảm thấy là không phải là cái giọng của chúng ta, không phải cái giọng của chúng ta nữa mà là cái giọng của ai đấy. Và chúng ta hát chúng ta cảm thấy là chúng ta khi mà nó đã không phải giọng của chúng ta thì nó không có cái sự nhập tâm nhập hồn, không có sự nhập tâm nhập hồn. Mà muốn hát được lâu và muốn thả hồn được bài hát thì chúng ta phải có được cái sự nhập tâm nhập hồn khi mà chúng ta hát karaoke. Kể cả chúng ta nghe nhạc thì chúng ta cũng đòi hỏi cái sự chân thật, chứ không phải là cái sự mà ảo, một cái sự mà như vậy là sai lệch về cái phần âm sắc hay là cái chất giọng. Mà khi chúng ta hát, chúng ta cũng đòi hỏi cái sự chân thật, tình cảm. Và cái người nghe, bản thân chúng ta hát thì chúng ta cũng cần một cái sự chân thật để thể hiện hết được cái nội tâm của chúng ta khi mà chúng ta thả hồn vào bài hát. Và bản thân người nghe khi mà như vậy là nghe thì cũng cảm nhận được rằng là đấy là chất giọng của người đang hát, chứ không phải là như vậy là người nghe mà như vậy lại đánh giá sai hoặc là cảm nhận sai về cái chất giọng của người đang hát. Thì cái đấy nó cũng là một cái mà cái xu hướng của em khi mà căn chỉnh vang số cho các bác anh em, thì em luôn luôn tập trung vào vấn đề nghiên cứu. Thế thì có một bác ở trong Long An, bác ấy gửi cho em một chiếc vang số của hãng DB, modem là S750, kèm theo một cái bộ mic Semisen, một bộ mic cũng khá chất lượng. Đây là cái tay mic của cái bác ở trong Long An gửi kèm theo một cái vang số của hãng DB S750. Thì đây là một cái bộ mic mà nó cũng khá hay và nó mang tính chất là rất là chân thật của cái chất âm của cái phần mic. Cho nên là trong hôm nay thì em căn chỉnh rất nhiều những chiếc vang số, ở trong đó có những chiếc vang số của các bác gửi đến căn chỉnh, như là cái bác ở Long An. Đây là bác ở Long An, bác có đang sử dụng loa JBL 712M, súp điện 30, súp điện Yamaha 300. Và đây là một chiếc vang số của hãng Theta, hàng mới chính hãng của một bác ở Ninh Bình. Bác này ở Ninh Bình. Đây là chiếc vang số Theta với cái tên là Isu, hàng mới chính hãng ở Ninh Bình, được gửi đến để cho em căn chỉnh. Và chiếc Theta 6E gửi cho bác Hà Nam, rồi hai chiếc X5 gửi cho một bác ở An Giang và một chú em ở Thanh Hóa. Thì hôm nay em căn chỉnh những cái chiếc vang số mà nó là một trong những chiếc vang số mà nó thông dụng ở trên thị trường thôi, chứ còn nói về vang số thì nó muôn hình muôn vẻ, nhiều hãng, nhiều chủng loại, nhiều model, nhiều cái menu, nhiều cái phương thức căn chỉnh khác nhau. Thế nhưng mà hôm nay thì em lại chú trọng đến cái vấn đề về cái tính chất tự nhiên, tình cảm ở trên vang số. Cho nên rằng là em lại chia sẻ các bác anh em và phân tích các bác anh em về cái vấn đề mà cái sự ảnh hưởng đến cái độ chân thật ở trên vang số. Và đồng thời cũng chia sẻ luôn với lại các anh em thợ trẻ trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số. Thì nói về dòng X5 này, X5, X6, X7, X8, X10
cho đến X12 ấy, thì em cũng đã chia sẻ các anh em về cái đi rách, về cái đi rách ở trên cái dòng vang số X5, X6, X7, X10. Và hai con số mà em cũng đã chia sẻ với các anh em ở trong cái phần e cho gì vật, đấy là con số 39 ở trong e cho, con số 39 ở trong e cho và con số 19 ở trong hiệu ứng gì vật. Đây là những cái con số mà qua rất nhiều năm mà căn chỉnh vang số và tìm hiểu về vang số thì em có tìm ra được hai cái con số rất là quan trọng ở trên cái dòng vang số đời X3, X5, X6, X7, X10 là con số 39 và con số 19. Và đối với cái dòng Theta, đối với dòng Theta thì từ trước nay em căn chỉnh cho các bác rất nhiều, và gần đây em bán rất nhiều cái dòng Theta K6E, thì em mới lại nghiên cứu thêm về cái đi rách ở trên cái dòng vang số Theta. Thì kể cả là Theta K6E cũng như là Theta hàng mới chính hãng có cái tên là Isu này chẳng hạn, thì đối với lại Theta thì đối với Theta thì nó lại là một cái như thế này. Thì ở trong cái hiệu ứng e cho gì vợt, ở trong hiệu ứng e cho gì vợt nó cũng có cái delay, ở trong cái Theta nó có delay, và tối đa là 100%, mà chúng ta chỉ cần giảm đi có 0,1% thôi, có 1% thôi, tối đa là 100%, nhưng giảm đi là 1% thì chất âm nó đã khác, có lẽ rằng là nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ đem lại được một cái tính chất tự nhiên tình cảm khi mà chúng ta hát. Khi chúng ta đặt sai về cái DJ này thì chúng ta căn chỉnh rất là khó khăn khi mà vào các cái hiệu ứng của e cho gì vợt. Đôi khi chúng ta đặt sai về cái DJ, chúng ta lại đi vào các cái mục của phần effect, trong đó có e cho gì vợt, rồi chúng ta căn chỉnh. Thì kể cả là trong phần gì vợt ở trên dòng Theta thì cái DJ là giảm đi có 1% thôi, giảm có 1%, và cái DJ này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất âm và tự nhiên tình cảm. Và ở cái phần main này, như các bác thấy rằng là về cái DJ này là đang để giá trị là 0,0. Thế còn đối với chiếc vang số S750, đối với dòng dòng của DB từ 500 cho đến 750 cho đến 800 thì cái DJ nó nằm ở đâu? Đầu vào thì nó chỉ có cái hiệu ứng e cho gì vợt, nhưng ở đầu ra, thì cái DJ này nó cũng rất quan trọng, các bác thấy rằng là giảm đi có 2% thôi, cái DJ nó có 2%, nhưng chất âm nó đã khác rồi. Và mỗi một cấu hình ấy thì là như vậy, là cái DJ này nó có sự thay đổi, mỗi cấu hình nó có sự thay đổi, và cái DJ cũng như là cái tỷ lệ e cho gì vợt là nó có sự thay đổi. Và cái DJ này là nó sẽ liên quan đến cái độ chân thật tình cảm của cái chất giọng của chúng ta khi mà chúng ta hát. Thì khi chúng ta nghe ca sĩ hát thì chúng ta cũng rất là thích có một cái chất âm mà nó chân thật tình cảm. Và cái DJ này nó còn liên quan cả đến cái độ mượt mà nữa, cái độ mượt mà của phần âm sắc nữa. Khi chúng ta đặt sai về cái DJ này thì như vậy là cái độ mượt mà của cái phần âm sắc thì nó cũng có bị kém đi. Thì bây giờ em sẽ thử luôn chất âm mic trên cái chiếc vang số của cái bác ở đây, ở Long An này. Và đây là đang sử dụng. Đây các bác thấy rằng là đây là đang cắm cái mic Semisen vào cái vang số của cái bác ở Long An. Và bác này bác đang sử dụng cho cái đuôi loa JBL 712. Và đây em cũng đang test thử trên chiếc JBL 4012 hàng bãi này để các bác anh em nghe được cái chất âm ở trên cái chiếc vang số mà đã căn chỉnh cho cái bác ở Long An này. Và đây là cấu hình đầu tiên này, cấu hình đầu tiên, và sử dụng luôn cái mic này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6. Và bây giờ sẽ thử cho các bác anh em thay đổi về cái DJ này. Ví dụ luôn này, đang là 98 nhá. 98 bây giờ đang kết nối ở cổng số 1 và cái DJ này đang 98, bây giờ lên 100 này. 1 1 6 9 1 1 6 9 1 1 6 9 1 1 6 9. Bây giờ chuyển về 98 này, thậm chí cho về 99 đi. 1 1 6 9 1 1 6 9 1 1 6 9.
nó sai bị sai phần âm sắc 98 này. 1 1 6 1 1 6 1 1 6. Và bây giờ lại thử luôn cái tay mic này ở trên chiếc vang số của cái bác ở Ninh Bình này, là chiếc Theta. Bây giờ sẽ chuyển sang chiếc Theta này, chuyển sang chiếc Theta, và cái mic này sẽ chuyển sang Theta để các bác anh em nghe được là khi chúng ta thay đổi về cái DJ. Bây giờ lại chuyển sang chiếc Theta này và vẫn ở trên cái tay mic này, và bây giờ là sẽ chuyển sang chiếc Theta. Thì đây là chiếc Theta, đây là chiếc Theta gọi cấu hình đầu tiên này ra để thử chất âm ở trên cái chiếc Theta K7 này. Đây là chiếc Theta K7, và các bác thấy được rằng là về cái DJ ở trong này cho đang để là 99 nhá, đang để 99. 1 1 2 1 1 2 6. Bây giờ sẽ chuyển lên là 100 đi, để cho các bác nghe được cái chất âm mà khi chúng ta thay đổi cái DJ. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Thì rõ ràng rằng là ở cái 99 này thì chất âm đẹp hơn, nó có một chất âm mà nó tự nhiên hơn, tự nhiên chân thật hơn. Và kể cả ở trong dì vọt đang để là 99 này, đang để 99, thì bây giờ thử luôn 1 1 2 6 1 1 2 6. Bây giờ sẽ chuyển lên 100 này, chuyển lên 100. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Kể cả là đối với dòng X5, bây giờ lại thử trên X5 để cho các bác nghe được cái chất âm ở trên X5 như thế nào. Ở trên X5 như thế nào. Bây giờ chuyển cái mic này xuống X5 này, và chuyển xuống X5, chuyển xuống X5. Và mic bây giờ đang cắm ở trên X5 này, vẫn cái mic của cái bác ở Long An này. Và bây giờ giả dụ như cái DJ, bây giờ gọi cái cấu hình ra này để cho nó nguyên bản, gọi ra. Thì cái DJ này đang để là 39 này, e cho 39, và cái dì vợt là 19. Và bây giờ sẽ thử 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 6 1 2 6. Và bây giờ chỉ cần thay đổi cái DJ ở trên ai cho và dì vợt 38 đi, 37 đi. 1 1 2 6 9 1 2 6 9 1 2 6 9. Bây giờ lại chuyển sang dì vợt, giả dụ giảm đi, cũng xuống 17 đi, 16 đi. 1 1 2 6 9 1 2 6 9. Thì rõ ràng rằng là cái DJ này nó cực kỳ quan trọng khi mà nó tạo nên một chất âm mà nó chân thật, tự nhiên, tình cảm, cũng như là làm cho cái âm sắc nó vừa có độ mềm, độ sáng khi mà chúng ta sử dụng đúng cái thông số ở trong cái phần DJ ở trên vang số. Thì hôm nay nó cũng là căn chỉnh mấy chiếc vang số để gửi cho các anh em, thì cũng là chia sẻ với các anh em là một cái vấn đề mà cả để mà có một cái chất âm mà nó chân thật, tự nhiên, tình cảm thì chúng ta sẽ phải là chú trọng đến phần nào ở trên vang số. Thì các bác xem, các bác cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ Thanh Hồng và Hội Đo KTV. Nếu mà có nhu cầu mua vang số hãy liên hệ với em. Em sẽ tư vấn cho các bác anh em những chiếc vang số mà nó phù hợp với lại tính chất bộ dàn cũng như sở thích và kiểu dáng màu sắc khi các bác chọn lựa mua vang số.